Nên là hôm nay đầy đủ nhân viên thì mình quay lại cái cảnh thì cả nhà thấy là đang chài lưới trên sông Sài Gòn, nắp hầm Thủ Thiêm. Thì ở phía trước của chúng con là gồm có 1, 2, 3, 4, 5 năm cái gì này thì năm chư gì này đang giăng lưới và ra kéo lòng sông. Nếu mọi người không có kinh nghiệm và thả cá trên sông thì sẽ không bao giờ mà bị bắt lại cả nhà. Đây này cả nhà thấy không, nếu mà mình tiếc vài trăm ngàn mà mình không thả cá ở trên ghe thì sẽ dễ dàng bị bắt lại cả nhà. Vì đa số là bị bắt lại rất dễ, ở đây người ta chài lưới và sẹt lưới rất nhiều, sẹt điện rất nhiều. Mà mình đâu ai thấy được cái cảnh này đâu, tại vì mình ngày nào mình ở đây thì mình thấy được cái cảnh này. Chứ còn người ta năm thì 10 thở mới đi phóng sanh lần làm sao thấy được. À, những cái đoàn như vậy này rất là đông. Nhưng mỗi người hùng tiền lại thì mỗi người chừng 30-40 ngàn là mình có thể ra giữa sông mình thả và không ai bị bắt lại. Đó là cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm của mình để mình biết, mọi người biết nha cả nhà. Đó. Đó, đây mình thấy cái kinh nghiệm này cả nhà thấy không? Đây mọi người có cái kinh nghiệm để sau này mọi người biết. Để ngoài mọi người không biết cứ đứng ở bờ sông thả bị bắt hết à. A Di Đà Phật. Chúng con xin chúc phúc mọi người, xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật.